Rồi, chào cả nhà nha. Bữa nay mình tiếp tục vô trong ruộng mình á, bên tứ chú tứ nâu mình cầm câu á. Mà bây giờ trời mưa tầm tã, bạn có mưa nè. Bây giờ mình mới cầm được 2 cần. Đó, ông giới bơi bơi ngồi ha. Thì cái đêm mấy cái này cách đây mấy ngày trước á, thì cái video mà cầm câu á dính quá trời cá. Thế mà thấy cũng mê nên bữa nay mình đi chợ nè, mua 30 ngàn. 30 ngàn dế. Mình vô mình cầm tiếp. Thì cách đây cũng mấy ngày rồi. Bữa đó dính cá mình thấy mê quá trời mê luôn. Ở đây chủ yếu là cá lóc, cá chê với cá rô phi. Mà cá rô phi nhiều ghê hồn luôn á. Rồi bây giờ để mình tranh thủ mình đi cắm mấy cần nữa ha. Đó, mấy cái mương bên đó nữa đó. Nhiều mương lắm. Cái này là bên đó là bờ ruộng. Hồi xưa cái mấy cái vương này là mương ruộng không nè. Bây giờ bên đó là bờ ruộng nước ngập lắm. Người ta xới với dịch rồi đó, nó động á. Bắt đầu là cá nó vô trong mương này nhiều. Như người ta chích điện đồ ngoài đó. Còn bây giờ cá mương nhiều. Bây giờ mình tranh thủ mình đi cắm cái đã. Giờ gần tối rồi. Trời chuyển mưa đang thui luôn nè, phía này nè. Mưa tầm tã luôn, mới bớt bớt. Mình tranh thủ mình chạy vô mình cắm. Rồi để mình đi cắm hết nè. Rồi cái gì tối thăm mình quay tiếp cho bạn xem. Ở đây chủ yếu là cái rô phi, cá chê với cá lóc. Rồi thăm chúng quá trời chúng, mê quá trời mê. Mình mới cắm được mấy cần thấy dính rồi kìa bạn. Lưỡi câu kìa. Mới cắm đây nè, 2 cần, cần kia 2 cần nữa là 4 cần. Một cần này là cần thứ 6 nè, nó dính rồi nè. Ôi ơi. Mới cắm lụm rồi. Công nhận nhanh thiệt chứ. Nè liệt liệt câu nè. Ủa kìa kìa, cá rô phi nó lại kìa. Wow. Ngon lành ngon lành. Đó đó nhảy. À, con dế còn trên đây nè. Quá cầm rồi. Ừ nó quấn con dế mình kìa. Wow đã quá đã. Ý dạ mày nhảy lị. Công nhận nhảy thiệt chứ. Ủa, nướng dế kia cần kia. Ừ hên. Lụm luôn. Mới cái 6 cần nè. Ngon lành nè. Bởi vì đây cá kinh khủng thiệt chứ. Ủa cá này xíu nó xảy nè. Ôi rồi mới nói ha. Cái mép nó muốn tét ra luôn. Con lạnh. Rô phi. À cái rô phi nè. Cầm còn mấy cần nữa nè. Chưa hết nữa. Quá đã quá đã. Vô. Con lạnh con lạnh. Ủa cá nhảy kinh khủng. Bữa đó mình cầm vậy đó. Nhảy lắm. Mà đây cái rô phi nhiều. Móc cầm lại. Tiếp. Còn cái nào cũng lụm nữa. Còn lạnh. Giờ tranh thủ còn mấy cần cầm cho hết luôn. Mà nó liệt cần nữa kìa. Cái rô phi nữa. Mình cắm chưa hết, mới cắm bờ đây nè. Và nó mới cắm xong đó, liệt kìa. Nhìn thấy nó xa liệt kìa. Đó đó, trắng trắng không? Đó, câu liệt liệt đó 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 đó. Ê, ngon lạnh nè. Cái rô phi con nó bự à. Thôi để đi, tranh thủ mình cắm hết mấy cần này cái đã. Ủa cá dính thấy ham được chứ. Rồi lội liệt liệt câu thấy đã rồi. Bây giờ mình đi mới cắm xong rồi nè. Bây giờ mình đi lại mình gỡ cái rô hồi nãy dính á. Thăm thử. Ủa dính cái rô kìa. Nó đã cái rô mề nha. Thì mới cắm này lụm rồi. Rô mề. Cái cần này kia chưa gỡ nữa nha. Cái cần này mới cắm xong à. Cắm nãy giờ khoảng 3-4 phút vậy. Wow. Liên câu này. Rồi cái rô đã không? Rô chập bá luôn. Rô mề. Gướng vô nhánh cây à. Mẹ lười đi. Ngon lành ngon lành. Đều mới cắm mà lụm liền. Công nhận cá kinh khủng thiệt. Ở đây quá trời cá. Chưa qua kịp đấy đó. Cần nãy dính cá bên đó kìa. Ngon lành ha. Cái điệu này chắc như khỏi về nhà luôn quá. Định vừa cắm xong rồi định về nhà ăn cơm nè. Tắm rửa nè. Lạnh quá trời lạnh rồi. Từ đây chạy về nhà mình khoảng 25 phút. Mà dính cá chỗ này. Mê cá khỏi ăn cơm khỏi tắm rửa luôn quá. Chiều giờ chưa ăn cơm nữa. Tại chiều mình tranh thủ mình ra mà chạy mình mua vé. Trời ơi dính quấn lên trơn. Quấn rồi xà nẹo quá kìa. Quả. Rồi nha, cái rô mè chập bá nữa. Móc của này sao xảy nổi. Vô mà. Vô vô. Móc mồi lại luôn. Định qua thăm cái cần bên đó đi gỡ cái rô sợ họ xảy mép cái rô mấy cái rô phi cái mép nó dở lắm quậy quậy họ lại sức liền à cũng mà cái mé nó không cứng cái mép nó em lại đây em cầm cần đây. Rồi, làm đi. Ồ, mà cứ dính rồi kìa. Ở đó. Chưa được 30 giây nữa. Đừng khúc gì vậy? Nè, nè, đó liệt liệt rồi đó. Đó,
đó. Dùm anh, dùm anh mới cộng nè, đừng nói cần hồi đằng kia sảy lo mắc mấy dính mấy cá này, bắt mấy cá này giết hồi từ đằng kia sảy vậy mà ha. Rồi đó, u cái gô phi bạnh kino luôn, u lên bờ ơi rồi u sảy là tức thiệt tình, mới cầm lụm liền rồi sảy cái gô bạnh kino luôn, gô phi riết quá trời tiếc. Còn cá giống như ao cá nuôi. Quá trời. Mới cầm chát dính là tình để xảy. Một chết như mình nè, cầm lại mới được. Rồi, bây giờ đi qua bên kia thôi, gỡ con cá này kia, mới còn hay không nữa. Cần mãi mới dính lần kia đó, đó đó đó. Dính dí gì không? Hình như dính rồi, hình như dính nữa rồi kìa. Thôi à. Quá đã, quá đã. Cưng mình dính đằng kia là hồi nãy á. Trời ơi, ngon lành, ngon lành. Cái gì đây? Đó, cặp giác này mới là đã nhất nè. Cặp giác này mới tê tái rồi đó, đó. Đó, liệt liệt câu gì đó mới đã. Cái gì đây, cái đây? Ồ, cái gô bành kino luôn. Đừng nó xảy nữa nhà quế đó mà. Rồi lên bờ mày. Cái mép này nó dãy dãy hồi là xức ra liền à. Kiếm chỗ để cây ba chân cho nó cứng lại. Rồi mà ha. Lô chập ba. Mới xảy con rồi. Mới lại những gì ra mắt. Ui, chưa chân sức nữa nè. Rồi thôi còn dính lửa tưởng là sức chứ. Mày hả lị lụm gạo mày liền. Con này dính cái mép cứng trên dưới xa, mép trên dễ xảy nổi, mép dưới dễ xảy. Quà đó, nó lạnh ha. Vô dính cá thì thấy ham thiệt chứ, chưa có tới cần dính cá nãy nữa đó, mới cầm xong quay ngược lại nè lụm liền à. Lụm nữa. Điều này khó dạy cơ luôn rồi. Mới đi chưa tới hơn cần nãy. Đó, cần nãy dính mình đã đó. Đó 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 đó, đó đó. Mình sẽ ghe ta thấy cái lưỡi cầu cứ ngắt kìa, thấy găng găng không biết cần dính hay sảy đây không biết nữa. Cần này dính nè. Đâu rồi, đâu ấy. Đó, lành con lành nè. Ồ cái rù nữa, rù phi nữa. Con này cũng bự à. Lên mày. Thấy trời ơi, siêu té học gạch à. Cảm giác sướng nhất là đúng câu liệt liệt chỗ này. Cái gồ chập bá luôn. Trời mưa trơn quá trời. Vô. Vô mánh. Cầm này chắc ngày mai đem chợ bán luôn, quá dính nhiều quá đem chợ bán luôn. Nó chơi với cái rô phi này cầm có nhiêu con đâu, cầm chủ yếu ăn bán gì. Cái rô phi này bán có nhiêu tiền mà mình không có rô phi nha, mà trong đây rô phi nhiều ghê không á. À, lụm nữa nè. Đó đó. Liệt liệt câu kìa là nè. Ủa đây sao có rô phi không ta, quá trời rô phi, mình ngoài mình kiếm con ăn đỏ con mắt luôn. Đó, cảm giác này đó 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 đó. Vô 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 cái này rất khỏi ăn cơm thiệt à, dính quá trời dính. Định qua bắt con cá nè, con cá nãy sảy rồi bạn, mình gọi qua mình thấy con câu mình sảy rồi, tại nước trong đó nhìn thấy con câu nó là còn lưỡi câu không à. Cái rô phi dễ bị sảy ghê hồn luôn. Mình đứng nãy mình xong mình gỡ con cá ra, mình gọi qua thử thấy lưỡi câu toàn ten thấy rồi sảy. Cá tiếc ghê. Rồi chào cả nhà nha. Mình mới về tắm rửa xong, bây giờ chị tranh thủ chị vô thăm câu nè. Giờ tạnh mưa rồi.
trong đây công nhận cá dính nhìn thấy ham thiệt chứ. Con gà do đất ruộng nè, người ta xới á, người ta cho dịch đẻ rồi á, động bắt đầu đi rút vô mương của chú Từ Nâu rồi. Nhiều lần đầu tiên thôi, hình như dính cá lóc hay gì ta. Cần này lúc trước mấy bữa trước mình cầm câu cũng dính cá lóc mà. Cái này là khu vực này là trong ruộng nha, cái này là đất ruộng. Ô cá lóc nó chết rồi. Ồ, cá lóc một xíu mà chết rồi, cá lóc cứng. Ờ mới được xíu chết queo bị cua kẹp gì banh chảnh chân nè. Ờ chưa, cá chết. Từng đầu tiên có hàng là thấy khoái rồi, nhưng mà cá chết. Lành ha, cũng được. Có cá là mừng rồi. À, cá lóc cứng, móc cái chân con mắt luôn. Ruộng mình giờ cũng còn ở đây nè. Dạng như ba mẹ mình làm vườn ngoái mà, làm ổi rồi đó, không có thời gian. Nên còn lại mấy công cho con của chú Tư Nâu, tức là chú ở vườn này nè. Ba của anh Cường á, anh mà quy vế trước thăm câu với mình á. Mướn. Hồi đó nhà mình thăng dưới đây lắm, tại đây mình làm ruộng đó, ba mẹ mình vô hoài à. Mình cũng vậy đó. Giờ đây vẫn còn ruộng bên kia, ruộng rộng mênh mông luôn đó. Mình tính đem lưới vô đây văng nè. Để bữa nào làm có rảnh thời gian mình đem lưới vô đây, mình làm clip về văng lưới luôn. Từng ngày mùa nước nổi nè, cá cũng nhiều, ở trong đây cá tương đối nhiều hơn ngoài mình nhiều. Mà mình cá ít quá. Để mình cầm câu này lại nè, kiếm con lóc khủng, sáng sáng thăm kiếm lóc khủng. Rồi, hai cần tiếp theo coi. Gì không? Ồ, như dính cá, hai, đang cần nè. Như hai con á, kìa. Ủa, quá đã. Ở đây cá rô phi kinh khủng liền chứ. Vô ánh nè. Cần này cũng thấy liệt nè, đó liệt đó ha. Đang còn này nó lội mặt nước luôn. Nó cặp có mấy cây mà. Đó, cần này liệt nè. Đó, cảm giác nghiệm là cảm giác là sung sướng nè. Đó, con liệt kìa. Vô ánh. Hai cần quất hai con. Mày hả lị, lên. Ồ, cần cá cà bá luôn nè. Một cần. Để nó đi. Thấy hàm quá. Đang còn nữa nè. Ồ, con này nhỏ. Vô mánh. Rô phi. Con lành. Ủa, cá chập bá. Ồ, cảm giác thứ này gì chịu nổi. Vô, móc mít trên dễ xảy nổi. Một ẻm, quấn cầu, gần xe, cốc trơn. Wow, ngon, vô. Một ẻm. Đây ẻm nữa, ẻm này nhỏ. Rồi, ngon. Mà mình kiếm một con cá rô phi không có, ở đây nhiều dữ trời. Hai ẻm. Móc giới lại luôn. Sáng kiếm nữa. Hai con nữa coi. Cái này chắc mình phải chia thêm hai phần nữa rồi, giống như lúc trước nữa quá. Tại cá dính nhiều quá, với lại thời gian nó dài quá, sợ mấy bạn xem nó buồn ngủ. Một em, một cần. Ô cần này dây cóc lum chân. Xài cái găng này nhiều cái cũng dở. Xài găng trắng, kiểu găng ấy, dây rắn mà nhắc cá lóc rồi. Cần nó ít cóc. Móc màu chết luôn. Lạnh. Ô lụm con nữa kìa. Ô cá gì đâu không cần nào cũng lụm chân trời, giống cá nuôi quá. Lạnh con lạnh. Có lú đầu kìa. Nhiều cá vậy, nhiều cá. Cần này xảy á. Ủa. Cá này cũng được, cũng trọng nè. Lên bờ, đừng xảy à, quế à, xảy là quế lắm à. Trúng à, bên này trúng nữa. Để anh bờ cũng không xảy ủ lắm. Ôi, gọi xảy luôn rồi. Mới cái sức nè, hên không, lên bờ hên ấy. Thôi, rớt mưa cái tẩm nè, tức điên nữa. Vô, rồi. Dễ hoài, cá rô phi này gai kinh khủng luôn. Gai sống rồi. Quá trời gai luôn.
Rồi ha, rồi ha. Rồi phi. Mày hãy đi. Bên kia đâu nhặt sống dữ ta. Sùm đám tài kiểm biết. Vô. Này mít thái. Chú Tư cũng đang trồng mít thái. Liệt chưa? Hai cần chất quốc. Hết mồi. Rồi hai cần chất quốc mà. Ừ, cá ghẻ hết trơn. Hết mồi luôn. Cái này cá lồng tông nhiều lắm. Lồng tông bay. Mà mình kiếm con cá lồng tông không ra. Mà đây xong đây cá lồng tông dữ. Cũng thu cứ kêu ba bữa nào đi câu cá lồng tông. Mà chỗ mình đâu có lồng tông đâu câu. Bữa nào rủ khu vô đây câu quá. Móc mồi vô. Sáng kiếm một con hai con này. Đây cái phi nhiều quá. Nãy giờ như chưa dính được con cá lóc nhỏ. Chưa có chê, nãy giờ chưa có cái chê nha. Ở mà đây cơm đây cá chê nghe nó cũng nhiều lắm mà sao kỳ ta. Số rô phi không nữa. Rô phi nó mám ăn trước hay sao? Ôi trời, cầu cầm cứng ngắt. Cầm sâu xuống rồi chết. Mà nổi cá lồng tông ở đây cá lồng tông nhiều quá dễ ghẻ. Quá trời đó lồng tông. Dạ nổi đầu lên nhóc chơi nè. Cầm mồi nổi được ghẻ hồi dễ hết quá. Cái bên đó không phải là đám tiệc mà ơi, mà là hội chợ. Nãy giờ nghe lô tô. Wow, cá rô phi. Cá chà bá luôn. Wow, con lạnh. Dĩ, cảm giác này cái giáp đã nè. Mình gọi thấy cái bóng đó nè. Cái này bị sảy rồi. Đỏ. Kìa. Yeah. Đó cái rô phi chào bá lửa không ngon lạnh mày hãy lị quậy lắm sao vậy em ra rồi vô mảnh quăng câu luôn cá bành kino quậy quá đừ luôn rồi kìa trời ơi cái mũi chích ngộ mày sao vậy này mũi dữ vậy nè đó nè cá đã. Ồ, cá chà bá luôn. Quậy quá sao được luôn. Muốn chết hay sao ấy. Ngon lành. Còn cá nè. Bánh kino. Vô. Công nhận trong cầm trong đây cá chúng kinh khủng thiệt chứ. Móc bắt con dế nữa. Kì hết mồi. Ô cam sành nè. Ô trái quá trời không. Bốn làm trái. Đó ba mình cũng trồng cam sành cũng nhiều ghê luôn. Mà lời được 2 năm đầu, mấy năm sau không có trái, trái nó bị cây nó dạng chết á, ngộ lắm. Lỗ quá trời lỗ luôn. Hai cần này sao đây? Ừ, hai cần sảy rồi. Hết mồi chứ không phải sảy. Mấy cá lồng tông này nó dĩa quá trời dĩa nè. Đó lồng tông kinh khủng không? Ôi nè, quá trời luôn mấy cái ghĩa. Banh ta lông hết mấy mồi mình. Cặm mồi trùng nó đỡ. Lâu hết mồi hơn, mồi dế mau hết mồi. Ngọc mồi luôn, sáng kiếm vài con bự kìa. Giờ mình cặm mồi chết. Cái cặm mồi nổi nó mau ghĩa quá. Cá lồng tông nó ghĩa hồi xíu hết mồi. Mấy cá bự kia nó chưa cái lóc nó che cái rô phi chưa tới ăn là nó quất rồi nó tổng nghĩa hết mồi đó rồi tới nữa quá con cá làm tổng quậy quá bữa nào đem lưới vô đi dằn mới được dằn về kiếm cho ông Thu làm món này cái làm tổng chiên bột này là lưới làm tổng mà mình gãy để xuống một cái rồi thôi dằn xuống một cái là dính ngư luôn lại tiếp tục nè ôi cái làm tổng quá tạ quá đắt quá lồng tông này lồng tông bay câu đâu ta nhớ chiều cầm đâu đây mà đây này
Liệt không? Liệt à, liệt à. He he. Quá đã, nhìn thấy là liệt kìa. Cái gì đây? Không thấy cá nha. Cái này nước nó đục quá, không thấy cá. Ồ, quấn hàng câu. Ồ, hai con luôn. Nè. Trời, tưởng đâu có con một chứ nó quấn hàng câu vậy nè. Đó, câu liệt liệt nè. quá đã. Ừ, hai cùng lượng hai con. Con lành. Lên. Ôi lộn rồi, sảy có con rồi. Trời ơi, tức ơi là tiếc. Hai con na ná nha, nghe nha không à. Sảy hết con là thiệt tình. Cũng quá chủ. Ơi. Quắn nẹo xà nẹo vậy nè. Quắn câu. Tiếc quá. Tiếng cá nó hoài luôn ạ. Mượn đầu dính con một chứ ai ngờ đâu thấy con cần liệt hả. Tại dính xà nẹo nhau á. Tưởng đâu cần kia nó quắn vô, cần kia nó liệt luôn, dính con một ai ngờ đâu hai cần hai con. Mày xảy anh con rồi, sức luôn à. Cá chà bá, có đã ha. Vô mánh. Hình như nào giờ hình như là chỉ có mình vô khu vực này làm cắm cá dính nhìn thấy ham thiệt. Nhưng mình cá cũng ít. Cắm đêm được hai con. Làm hai lần dính hai con chỉ có một lần mà mình dính được 6 cái con. Cái lúc mà là clip mà có chê khủng à. Cá chê như 800 gram gì á. Clip đó dính ngon á. Clip đó dính như là được 5-6 con gì á. Ngày thăm thêm được 2-3 con gì nữa. Dế rớt tùm lum trên. Cái này mà có dế nhũi cắm còn ngon nữa. Hồi đó chỗ này dế nhũi dữ lắm. Lúc người ta làm là gom để với lại người ta trồng khoai lang nữa. Dế nở nhiều còn giờ hết. Giờ kiếm con dế nhũi là đỏ mắt luôn. À, các bạn nghe lô tô con 16, con 16 đó. Nãy tưởng đâu đám tiệc chứ. Đám cưới đám hỏi gì ai ngờ lô tô. Hội chợ lan cam sành trái kim củng đó, lụm con nữa kìa. Treo cái đầu tủng tẳng kìa đó. Trời ơi cái gì chịu nổi. Rô phi không ta, kiếm cá lóc cá chê chưa thấy hết nè. Đừng con cá lóc chết nãy. Cá này nó quậy đừ luôn rồi nó. Hết quậy nổi rồi nè. Lên cặn. Đó, ngon rồi nè. Ô, con này móc tuốt mép trên gì sao xảy nổi. Quậy quá trời hết đừ rồi, quậy hết nổi vậy đó. Ô, găng cốc luôn. Ổi nữa, lại là ổi đài lon nữa. Ổi chập bá. Nó ruộng mà. Ruộng nhà nước giật xuống rồi. Ruộng mênh mông đại hải luôn. Đó là ruộng đó là chuẩn bị ta xới, chuẩn bị ta làm vụ đông xuân rồi đó. Cái ruộng mình mé bên kia đó, bên cái vườn ổi đó. Tối hơi quay các bạn khó thấy. Cho ánh đèn mình đang gọi. Cái ruộng này mình dăng câu ngầm ngon lắm. Cá nó cột ngoài đó kìa. Quà. Con lành. Đó mình dăng câu ruộng đó mình dăng là câu nó ngon hơn. Hồi đó mình dăng câu dữ lắm. Dăng câu ngầm cũng có mà câu đề diền cũng có. Hồi đó ăn câu đường câu mình cầm hai cái sậy cái đó là ba lữ. Còn mình dăng dạng câu ngầm á. Dăng có đường câu dài mấy trăm mét, mấy trăm lữ. Cái gì không? Ồ như sậy rồi. Sậy hai cần luôn nè, nó liệt nè. Wow. Hai cần nhổng câu luôn nè, nhổng đầu luôn. Đừng có sậy nha, đừng có sậy. Ồ dính rồi, có cần dính rồi nè. Dính nè. Đang chằng cái lá nhãn nè, ổi nè mà. Cái gì đây? Tưởng nó xảy hết hai cần chứ thấy liệt đầu hai cần hết luôn. Ê, qua cầu này cái đã. Để này cái. Ngon lành. Cái gì đây? Không thấy cái gì hết, nó quấn vô và cái lá ổi này nè. U hai cần luôn. Cần kia xảy dính ta. Ngổ được hai cần cho chắc. U hai cần hai con. U còn cá lóc, con cá lóc còn cái chê có rô phi. Ôi, rồi sáng cái rô phi nữa. Ừ, hên hết trời cái đó.
Cái ruby nó xiết lưỡi câu ra, nó rớt nằm đây luôn à. Kiểu bò đi hên chụp là kịp. Trời ơi mừng quá trời mừng. Cá lóc cứng. Cá lóc này móc một chân mắt luôn. Bạn cá lóc chết nãy. Cá sức cường rớt xuống mượn tẩm. Hên chụp lại được. Thôi xong luôn rồi. Ngon lành ngon lành. Vô. Ôi 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 dàn dĩ quá gì vậy. Con khuyên này gai dữ lắm. Đó. Một ẻm cá lóc ra. Đây. Lóc móc một chân con mắt sao xảy được. Đồ, hai cần lụm hai con trời. Thấy hai cần nó liệt rồi mình thấy im ghe tưởng đâu xảy hết hai cần rồi chứ. Ai ngờ lụm hai con luôn. Quá đã. Nãy rớt con cá xuống đầu dục con câu đâu không biết nữa. Đâu chạy, vẫn chơi hoài. Tìm câu ở đây. Bán hồn dục luôn câu ba mất tê cái dẹo bên kia luôn. Móc ngồi lại. Sáng kiếm vài con nữa mới được. Đó, giờ cầm lại thôi. Với cầm một chè mà chết. Ngon nghe hồi là bụm liền. Cá tới đáp bụm 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 liền. Tiếp tục thôi. Cái gì không? Ô mèo, con mèo nằm ở cầu rồi thấy gớm không? Mắt cái ngời à. Đũa. Đũa hơn mèo, mắt chú gớp rồi, gớm không? Đũa, mèo trắng bóc à. Ô mèo ở đâu ta? Đó, mèo vậy. Mèo trắng bóc à. Hai cần rồi sảy rồi. Ô tiếc quá. Cá gì đâu dính thấy ham quá, tự nhiên tôi hai cần không dính thấy thiếu thiếu gì ha, buồn buồn á. Rồi để mất mồi lại đó. Hù mèo. Hello nè. Tối nhìn mắt anh chớp chớp chiếu chiếu ớn lạnh chứ. Hù công nước. Ông tư đồ nhìn chiếu chiếu tụi đầu gắn hoành chứ. Dạ giờ hơi giật mình chút. Đâu ta? Câu anh cầm đâu ta? Đây. Có gì không? Không thấy liệt gì hết vậy? Hai cần này hết mồi à. Hai cần chất quất. Hai cần đâu cũng chất quất luôn kìa. Này hết mồi cá mà không có dĩ quá trời dĩa mà. Để móc mồi lại cái đã. Ồ, dính rồi. Dính rồi. Liệt liệt câu kìa. Quá đã quá đã. Đó. Đó, cái con Huy nữa, chà bá luôn đó. Đó, đó, liệt kìa. Cảm giác mình cảm giác quá đã. Ủa, lú đầu giờ giờ. Còn mũi chích nữa ngồi gãi thấy bà luôn. Mũi quá trời mũi. Liệt liệt câu ai, liệt liệt liệt. Đó, đó. Quá trời con Huy à. Đừng nói sảy nha, sảy được quê lắm à. Lên. Còn lành. Dùm ánh, dùm ánh. Kiếm con cá chê rồi, nãy giờ chưa có cá chê. Trong các loại cá mình khoái ăn cá chê hay cá lóc nha. Có người thích ăn cá lóc, mình khoái ăn cá lóc ở ăn cá chê hơn. Cá chê nó dài dài, ngon hơn cá lóc. Ngon lành ha, con phi nè, chọc bá. Móc mép trên bây giờ ít sảy. Mép dưới thì dễ sảy, dưới dễ tét. Ủa, cứng kinh khủng trời. Ủa, hù cái này móc quá cứng ta. Móc sâu quá mà cái hàm trong nó cứng. Ừ, sức rồi nè. Vô. Ít ra phải vậy chứ. Cầm câu khoái nhất là cái cảnh mà câu nó liệt liệt, nó múc đầu câu xuống á. Lại mà thấy câu mà cái đầu im ghe, thấy không mê, thấy nhịp nhịp mới đã. Mũi quá trời mũi à. Mũi chích giờ, mũi giờ nó độc kinh khủng. Chích là nó mặn. Không phải mũi như hồi đó. Hai cần mấy thăm cầu. Dế kêu ta. Này có dế. Xin lỗi anh, đụng mình đụng vô cái mới quay. Nghe không, liệt nghe không. Như dính sảy rồi. Thấy cái răng nó căng nè.
Dưới này sảy đây. Nó sảy quá, con ghe à. Trời ơi, hai lưỡi chéo nhau kìa. Sảy à. Móc mồi là mới được. Ô, kiến cắn nội mẹ ơi. Kiến lửa kinh khủng, mùa nước nổi này là kiến lửa kinh luôn. Lên mấy bờ cao này nó ở mà, nước ngập á. Ồ, mũi chích tay nổ mặn. Mũi giờ độc kinh khủng này chứ. Gì em đây? Ồ, hình như dính rồi. Liệt liệt kìa. Dính rồi, dính rồi, dính rồi, quá đã. Nhiều ảnh, nhiều ảnh. Cá gì đây? Đừng nói cá rô phi nữa quá. Kiếm cá chê, cá rô phi nữa. Cá này cũng nhỏ chứ không được bự lắm. Đó, lành ha. Vô, lên đi cưng. Mày hả lị? Chạy đâu cho thoát? Cá này nhỏ. Đó, vô. Quá, quá trời cá. Như đây thằng cầm lúc nào cũng trúng chứ. Ngon lành thiệt chứ. Khoái nhất cá chê mà sao nãy chưa có cá chê nào hết, kỳ cục trời. Tại cái rô phi này nó nhiều với lại nó ăn tạp quá. Hơn cá chê sao mới cắm xuống là nó lại nó quất trước cá chê. Liệt không, liệt không, liệt không. Chết quất rồi. Hai cần này không không liệt. À, cái lồng tạm kinh khủng kìa. Quá trời, quá đắt. Người trồng khóm nữa. Thứ tư trồng khóm. Sẵn hai cần. Ồ. Cái này còn lại mấy cần nữa là hết rồi. Để móc mồi ra. Hai cần này chết quất. Con này dế kêu kinh khủng chứ. Chiều nhớ có gặm câu cá lóc đây mà ta. Cái bài lồng rồng đây nè. Nãy thăm cần nãy đằng kia. Dính đựng cá lóc trên đầu tiên chết đó mà. Chứ đó đó. Chứ quất à. Đường này còn mồi không đây. Mua này cái bài lồng rồng nè. Còn mồi. Mua này mấy bữa trước đó mình cầm cũng dính được con cá lóc á. Nhưng con sảy. Con sảy bự ghê luôn. Mua này cầm lại không biết có dính không. Không thấy dính gì hết. Mong là sáng bệnh á ha. Ồ quên đó. Đây còn hai cần đây nữa chứ. Xíu quên này. Ồ, dính nữa rồi, quá đã, đó, liệt liệt đó, hai cần kìa, hai cần nó bị chéo nhau, rô phi, nhìn thấy cái rô phi, đó, đó, ngon lành ha, cần nào dính thì không biết nữa, nó chéo nhau, ôi, hai con luôn, nó đã gì đâu, đừng có sẻ con nữa nha, hai con này nhỏ trong được bự lắm, vô hai con, đã quá đã. Tưởng đâu dính con một rồi trời, hai cần nó chéo nhau vậy nè. Ai ngờ là hai cần lượm hai con. Tự giờ dính cá giống như cá nuôi trời. Cá này cá không phải cá nuôi nha các bạn. Cá này là ruộng rồi ra nước ra vô nó vô chứ không phải nuôi nha. Quắn. Cá rô phi không, kiếm cá chè không thấy cá chè, tức lắm rồi. Mình kiếm cá chè được cho bằng được thôi. Quán cỏ tập lum chèn. Đại ha. Rồi dính mép xíu nó sảy à. Mép dính. Còn xíu nữa là xong ha. Hên ghê, cái cá này hồi thăm trẻ hồi là sảy chắc. Ồ sèn câu, găng găng này dễ bị cóc quá. À, ngon lành. Tưởng đâu con dính con còn với ai ngờ đâu hai con luôn. Liệt rồi, ù liệt liệt thiệt à, đã quá đã, đổ 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 quá đã, liệt liên câu kìa, đó đó, câu cái này dai không nồi mẹ, đó liên câu kinh khủng không, dùm ánh, rô phi nữa, cũng đâu có chê chứ, ô cái này còn mồi luôn ta, ngồi dính đây không biết nữa, dở hai càng ngựa cho chắc. Mày hãy lị. Đừng có sảy nha. Vô.
Nhảy dữ ha. Cá này cũng nhỏ, được bự lắm, dính mép. Nào nào. Dỗ. Mà mình lâu lâu mới kiếm được con hay con liền liền câu, còn ở đây thăm thấy kỳ liền liền câu liên hồi luôn á. Cá nhiều kinh khủng thiệt, phải xứ cá. Nói chung với lại ở đây nó gần ruộng á nên cá nhiều. Mà mình hồi đó cá cũng vậy, nhiều vậy nè. Là sau này ta lên giường hết rồi, ta bí nước hết á. Mình cá nó không còn nhiều nữa. Một cần. Hồ xây sắn vậy, cốc vậy chứ. Thôi chịu đời nổi không. Cần này còn mồi à. Thôi móc luôn, mồi mới luôn thịt ngon. Nó thơm thơm cá màu lại. 30.000 giấy cầm thẳng cẳng luôn, không hết nổi. Sáng kiếm hai bà con cá tre rồi. Nãy giờ chưa dính cá tre nào luôn trời. Mình mong dính cá tre. Sẵn xôi nhái luôn, có nhái không? Ở đây chắc có nhái. Ở đây ruộng mà. Nhái cầm cá lóc rồi, hết sảy chưa tre luôn. Hết sảy con bà bảy. Động tĩnh gì không? Hai cần không dính à. Hết một ghe mà. Ồ, cái đồng đồng kinh khủng. Hai gần chỗ này ngon quá trời, em ghe. Móc mồi vô được nè, cá quá trời. Để vô đây nó quậy mấy ghế bành tà lông hết trơn. Đó, cái đồng đồng nè. Quậy cận cảnh rồi. Đồng đồng bay. Đó, đó, nhau hết trơn không? Mấy cái lồng tông này chiên bột ngon lắm. Ồ, trời ơi, quá trời cái lồng tông. Để kìa coi. Hình như cần này dính hay sảy rồi ta. Nó cóc đầu câu xuống nè. Em dở là thử dính hay sảy. Đừng có sảy. Ồ, dính. Đó, 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 đó. Cái gì đây, cái gì đây, chưa thấy nha. Ồ, quắn cỏ kìa. Con gì đây? Họ cái lô phi. Phải là cái chè chứ. Ồ, dính cỏ quá, nguyên mùi cỏ. Ơ, gỗ sảy nữa rồi. Trời ơi, tiếc. Cái lô phi bự ghê hồn. Tức quá trời tức à. Sảy nữa. Nãy giờ sảy hai ba con rồi đó nha. Quế lắm rồi đó nha. Mấy cái lô phi này mà dính cái mép ngoài á, dễ bị sảy lắm. Tiếc thiệt đó. Móc mồi lại mới được. Sáng lụm mình được, không thoát được ta. Sáng mất từng kia. Tức quá trời tức à. Sáng phải lụm nơi nó mới được. Con mèo con trắng à. Mới nãy nó chạy cái sâu cái làm hết hồn giật mình. Thiệt tình chứ. Nứt trong cái bụi cỏ này nè. Chạy cái gì khác á. Ồ dính được rồi. Dính được rồi. Cái gù phi chà bá nè. Nhìn thấy nè. Đó đó đó. Đó đó đó. Mày hay lại. Cá này quậy được làm sao. Hết thấy liệt đó. Quậy đó. Đâu quậy à. Quậy ha. Này. Lên bờ đừng nó sảy nữa à. Sảy tức điên nữa à. Lên bờ cho chắc. Con cá này bự nha. Ngon lành. Ủa con cá này quá đã, quá đã. Con Tino luôn. Chập bá lửa. Dậy quá. Hồi nãy chú liệt liệt lên đây giờ quậy. Vô. Ồ móc mép này dễ sảy nổi. Móc cuốc trên đây luôn. Vô mánh. Vô. Ồ, ồ, nó quậy mấy dế bay tùm lum chưa. Sắn vậy vậy này cốc này dính vài con nữa xong luôn, xà bông lồng tông luôn á. Thay dây nữa. Này dính vài con nữa là cái dây này cốc banh hết. Ngon lành ha, cá dính thấy ham được chứ. Con 38 là con 3. Ồ lụm nữa à. Nước trong vắt nhìn là thấy rồi.
cá rô phi nè, đó đó, liệt 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 đó, đã đó, quậy kìa, vô đây dẫn chơi không xảy à, lên bờ mày. Tại sao vẫn chưa có cá chê? Đợt trước mình cầm dính được 2-3 con nè ha, vô mảnh cá. Cá này chiên xù ăn ngon lắm à, cái này chiên dầm nước mắm á. Lưỡi câu này cũng ngon chứ, lưỡi câu ó nè, câu dính ít sảy, sảy dầm khi mấy con cá nó tét mép á mới sảy thôi, còn dính ra dễ gì quạt nữa. Lưỡi câu ngon rồi nè, câu lưỡi câu quá trời ngon. Con mèo nó đứng ở trên cây cầu này. Ủa sao con cầu mình đâu mắc anh cần ta? Nó chịu cầm hai cần mà. Ồ. Ê nè, chạy con cầu ngộ vậy. Trời ơi, nè con cầu sao chị dắt ngang cầu này kỳ vậy? Ồ cá lóc nè, quá đã. Ủa sao ngộ chạy? Nè con cầu nè. Mình cầm cái này ha. Cầm lóc nó sao nó trèo lên đây? Xuống đây. Cá lóc kia cũng trắng nè. Trời quá lạ trời. Sao nó dãy kiểu gì ngồi, không lẽ con mèo hồi nãy thấy con cá rồi nãy ta. Câu cầm gì nè? Mà nó hoàng quanh đây vậy nè, mà nước đâu có ngập cái cầu này đâu. Trời ơi, trời, hàng gì con mèo hãy đứng ngồi trong cái cầu hả, gọi xa xa đó. Nó có lóc bự vậy ha, đã thiệt. Hàng gì con mèo nó ngồi cái cầu nó hoài thì ra nó men cái lóc, mà thấy cái lóc này nè, mà cái lóc nó chắc như con mèo nó ấy sao chứ, cái lóc làm sao mà nó táp nó dãy văng kiểu mà quán mén ngang cái cầu được, móc cái chân mắt sao sao thoát nữa, vô mánh. Mất chằn mắt luôn. Đó cá lóc độc nè. Lóc đồng nha, quá đã ha. Quá đạo chứ cá lóc đúng. Không hiểu nổi dính cái gì. Mà dính câu nhiều cái không hiểu nổi. Hàng gì con mèo nãy mà lúc mình nãy mình gọi đó là nó ngồi trên cái cầu hoài, chờ chờ hoài, mình lúc nãy gọi đâu thấy con cá lóc đâu. Thấy con mèo. Vậy mà cá lóc nó kêu lủng tẳng đẳng. Chẳng thấy cái lóc là nó về cũng đẳng đẳng với ngồi chợ cái tính quốc cái lóc cái gì. Thật liệt các coi. Ôi chất quốc. Hai cần chất quốc hết mồi. Này ruộng. Ruộng kế bên. Khó gọi khó thấy. Đó ruộng. Cái ruộng này đó là của chú Tư Nâu mình, cái chú của chủ vườn mình đang cầm á. Em móc ngồi lại cái này, hai cần này ngon quá trời luôn, cặp mấy ruộng ngon quá trời ngon, vậy mà không dính cả, này nghi có cá lóc mà không dính, này còn mấy cần nữa là hết à, bao cần, 4 cần hay 5 cần nữa, này dính là sảy trời, im ghe, cái con răng nó bị căng ra kìa, nó mới dính là sảy, im ghe, coi thử coi, chắc sảy rồi quá, thiệt tình, cần này coi, hết mồi luôn, cần này chắc sảy, ô dính 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 dính, trời ơi ghê cái rô phi vậy mà im ghê không những nhí chết lên mày ngon lành đứng nào sảy không à, thấy găng nó căng á mà im ghê không có liệt gì hết đó, giùm ảnh ha, vô trụ dữ quá, cá này gai dữ lắm, trụ dính mép luôn, tét muốn tét luôn mép quậy dữ lắm. Ngon lành. Cái nào có rảnh rảnh mình vô đây mình cầm câu ếch bữa. Ở đây ruộng có ếch. Mà nhỏ mình cầm câu ếch cũng nhiều lắm. Đó cầm câu ếch bằng mồi trùng mà, với mồi thuốc á. Lại nó lại thuốc mà dụ nó lại bắt đầu là nó thấy con trùng mình treo tung tẳng hay mồi nhái vậy nó treo tung tẳng cho nó lại táp liền, lụm liền. Còn hai cần này nữa là cũng hết tiếng câu rồi. Cái thuốc chiên thầm to buổi tối. Liệt liệt gì không? Như sảy vậy ta. Hai cần cuối sảy như sao à. Đừng nó sảy nha. Ui sảy thiệt à. Tiếc quá trời tiếc. Quấn cỏ. Cầm xích ra mà cỏ thì sảy trời. Để móc mồi lại đó. Để vô mình tổng kết gắn cá chứ. Bị liệu lâu lâu thằng bị gắn riết bị liệu nên tổng kết cá là được nhiều, nói chung bữa nay cũng dính nhiều ha, thấy ham được chứ,
mà cá cái là không có cá tre, mong là sáng kiếm cá tre chà bá lửa mới được. Để anh móc câu cái đã, móc đó thì sáng mong kiếm con cá tre nào cũng khủng mới được. Bữa nay dính cá rô phi nhiều, hình như được 2 cái lóc phải, để vô mình quay lại ra được nhiều. Anh Cường mới lấy cái gọng vô nè các bạn, cái gọng hồi chiều mình vừa cặm câu xong dính được 3 con cái gì đó. Đó, 3 con hồi chiều nè, hồi chiều vừa cặm xong là mới cặm tức tắc lụm liền 3 con. Thôi khỏi lấy nó cười, em gọi thấy rồi. Ôi chết như chết anh Cường. Chết đâu chết, không chết nè, đâu. Như con chết kìa. Phải không? Con chết rồi. Sao gọng này, tại cái rô phi này mình phải gọng nước nó chảy ra vô, nó gọt mai nó sống. Tại nãy con để gọng trên lâu quá nó chết. Giờ bắt cá ra luôn anh cười. Ôi quá trên cá. Cá kinh khủng rồi. Một con. Ô, ô, cá lóc. Cá lóc này nãy nó treo ngang cây cầu luôn, nghĩ lạ rồi chứ. Em thấy con mèo trắng trắng á, nó ngồi trên cây cầu mà lúc đó em quay con mèo mà không thấy cá lóc này. Sao hồi lại thăm, ủa thấy con câu đó tiêu rồi, tự nhiên nó chèo ngang cây cầu vậy nè, không hiểu nói. Bay lên ngang cầu luôn. Ờ. Phóng táp bay lên cầu phóng á. Phóng thì sao á, nó bay ngang dắt ngang cây cầu luôn. Ừ, cái này chết. Còn sống mà. Cái rô phi này phải gọng nước chảy ra vô chứ nó sống chứ không rồi, để nước không chảy lại chết liền. Ừ. Đó là nó. Quả gì cá. Lóc kìa, nó còn cá lóc chết. Uổng dễ sợ cá lóc chết. Mở màn con đầu tiên cá lóc chết quèo. Hết chưa? Có dính cá rồi. À, dọ cá nè. Với ba uống con chiều mình mới cầm dính nè. Quá trời. Hết hồng luôn. Cá lóc đâu được 1 con. 2 con với con cá lóc chết nữa đâu rồi. Ủa, đây ở đây nè. 3 con, 3 cá lóc. Còn như cái rô phi không, kiếm cá chê không ra cá chê. Rồi thôi mình cũng xin kết thúc video đây. Chúc cả nhà xem video vẻ nha. Cái này chắc mình phải chia thêm 2 phần giống như đợt vừa rồi nữa quá. Tại video nó dài quá, sợ nhiều cô chú anh chị các bạn xem mà buồn ngủ. Rồi sáng mai mình đi thăm á, mình sẽ quay thêm một cái phần 2. Trong hồi cái video nó sẽ quá dài. Mà chắc ngày sáng thăm chắc cũng có cá nữa đó, là chắc là vậy, tại chỗ này cá nhiều quá. Cái này cá là cá ra vô nha các bạn, chứ không phải là cá nuôi nha. Các bạn đừng nghĩ là cá nuôi rồi mình đem mình cặm nha, không phải vậy nha. Này là cá nước nó ra vô á, tại ngày nước nổi đó. Nên cá vô mương cũng nhiều lắm. Ở ngoài ruộng thì do người ta xới với vịt đẻ đồ này nọ nó động, nó rút vô mương nhiều. Rồi thôi mình cũng xin kết thúc video đây. Chúc cả nhà xem video vẻ nha. Cá này giờ nhà ăn còn mấy ngày chưa hết. Quá trời quá đất.